Lộ bằng chứng Son Jae-jin và Hyun Bin đã kết hôn, công ty quản lý nói gì? Hyun Bin, Son Jae-jin đã công khai hẹn hò từ đầu năm nay và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Có tin đồn cặp đôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay hoặc năm sau do Hyun Bin đã để trống lịch làm việc. Thế nhưng trên mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền một chi tiết cho thấy có thể Hyun Bin, Son Jae-jin đã về chung một nhà. Cụ thể, một quán cà phê tại Changwon đã nhận được hoa khai trương có in tên Hyun Bin và Son Jae-jin gửi tặng. Gửi chung quà viết chung tên là hành động của các cặp vợ chồng. Điều này khiến fan phát sốt cho rằng có thể cặp đôi hạ cánh nơi Anh chưa tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn. Chị đẹp cũng được phát hiện đang đeo nhẫn trên ngón áp út. Thế nhưng sau khi liên lạc với Vash Entertainment, công ty quản lý của Hyun Bin, các fan đã được một phen chân hững khi công ty trả lời rằng hình ảnh đó không đúng sự thật. Đồng thời, công ty cũng đã yêu cầu bên đăng ảnh gỡ hình ảnh không đúng sự thật xuống. Dù sao thì fan vẫn rất mong ngóng Hyun Bin sẽ sớm rước Son Jae-jin về dinh trong thời gian sắp tới. Nam diễn viên đã để trống lịch làm việc từ giờ đến cuối năm, đồng thời đã chốt đơn một căn penthouse giá 100 tỷ đồng như để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Son Jae-jin cũng từng nói cô muốn kết hôn trước khi 40 tuổi, tức là chỉ trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau mà thôi. Trước đó, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện một bài đăng gây bão về chuyện hôn nhân của cặp đôi hạ cánh nơi Anh. Trong bài đăng này, một cư dân mạng ẩn danh đã tiết lộ mình làm việc tại trường quay phim Confidential Assessment 2, hé lộ đã nghe ngóng được Hyun Bin sẽ hủy lịch trình làm việc từ giờ đến cuối năm để chuẩn bị cho hôn lễ với Son Jae-jin. Cư dân mạng này viết, bạn thích nghệ sĩ nào? Tôi thì thích Hyun Bin nhất. Tôi đã đến trường quay lắp đặt đạo cụ và nghe nói rằng anh ấy sắp kết hôn. Thậm chí anh còn để trống lịch làm việc từ giờ đến cuối năm để chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi từng đi làm ở nhiều nơi rồi nhưng chưa từng thấy ai tốt như Hyun Bin. Mọi nhân viên đều khen ngợi anh ấy. Do lịch trình bận rộn, Son Jae-jin và Hyun Bin rất ít khi lộ ảnh hẹn hò. Các fan hâm mộ vẫn thường thắc mắc, nhiều người hâm mộ lo lắng không biết cặp đôi có còn đi chơi, hẹn hò, hâm nóng tình cảm với nhau được không. Khoảng một tháng trước, một tài khoản mạng xã hội đã đăng bài viết cho hay bản thân đã may mắn gặp được Hyun Bin và Son Jae-jin tại công viên trong khu nhà nữ diễn viên. Theo đó, cặp đôi cùng nhau đưa cuốn cưng đi dạo ở công viên của khu nhà. Thậm chí Hyun Bin còn đút đồ ăn cho cuốn cưng của người này với thái độ vô cùng thân thiện. Người này cho hay dù cả Hyun Bin và Son Jae-jin đều đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhờ ánh mắt cùng giọng nói. Người này cũng tiết lộ rằng vì ngại làm hỏng khoảng thời gian hẹn hò riêng tư của Hyun Bin và Son Jae-jin nên đã vờ như không nhận ra cặp đôi. Đây không phải là lần đầu cặp đôi nổi tiếng bị phát hiện hẹn hò bất chấp lịch trình bận rộn. Vào ngày 17 tháng 3, dân mạng phát sốt với hình ảnh chữ ký của Hyun Bin, Son Jae-jin xuất hiện tại cùng một nhà hàng. Hóa ra cặp đôi đến đây bí mật hẹn hò, dùng bữa vào ngày 6 tháng 3 vừa qua và để lại chữ ký ở quán. Điều này khiến dân tình quán quéo vì bất chấp lịch trình bận rộn, hai diễn viên vẫn dành thời gian bên nhau. Thông tin hiếm hoi về chuyện tình cảm của cặp đôi không khỏi khiến cả xứ Hàn dậy sóng. Đáng nói nhà hàng này nằm ở quận Nowon, Seoul, chuyên các món về bạch tuộc và bất ngờ hơn cả lại khá gần với địa điểm quay phim của Hyun Bin. Khác với suy nghĩ của fan rằng ngôi sao sẽ ăn ở nhà hàng cao cấp, nơi đây lại có mức giá khá bình dân với mức sống ở Hàn Quốc chỉ từ 18.000 đến 20.000 won, tức là 367.000 đến 408.000 đồng. Có vẻ như đây là quán ruột của Hyun Bin, Son Jae-jin khi trước đây cặp đôi cũng từng đến đây ăn, chụp ảnh kỷ niệm cùng chủ quán. Anh còn có hành động cực ga lăng giữ ví để giúp bạn gái thoải mái dùng bữa. Từ cặp đôi đẹp trên màn ảnh, Hyun Bin, Son Jae-jin đã chính thức trở thành cặp đôi phim giả tình thật, hẹn hò với nhau thực sự ở ngoài đời. Couple hạ cánh nơi Anh nhận được hàng loạt lời chúc phúc từ cư dân mạng, mong mỏi họ sớm về chung một nhà. Một số fan ruột của cặp đôi còn tung loạt ảnh minh chứng tướng phu thê của Hyun Bin, Son Jae-jin đã khiến dân mạng rần rần thích thú và không ngừng bàn tán. Người hâm mộ đã sử dụng phần mềm để ghép các tấm ảnh có góc chụp tương đồng và nhận ra gương mặt cặp đôi khớp nhau đến gần 100%, từ sống mũi, đôi mắt, đôi môi cho đến các đường nét khác trên gương mặt. Thậm chí ngay cả những tấm ảnh thời thơ ấu đã tố Hyun Bin, Son Jae-jin giống nhau đến lạ, tướng phu thê trong truyền thuyết. Netizen không khỏi tấm tắc gật gù thừa nhận Hyun Bin, Son Jae-jin sinh ra để dành cho nhau và càng thêm mong chờ về đám cưới thế kỷ của cặp đôi.